Mộng thấy bà nội kiếp quá khứ, sái viên. Bà nội tôi đã qua đời nhiều năm. Trong ký ức của tôi, bà không giống như tiểu thuyết mô tả, các lão thái phu nhân khác, hưởng phước bất niên ngậm kẹo đùa với cháu. Tuổi già, do không cẩn thận bà té ngã, phải nằm suốt năm trên giường. Việc ăn uống tắm rửa phải nhờ đến con cháu, thay phiên chăm sóc chiếu cố. Khi xong bậc tiểu học 6 năm, chị lớn của tôi đến học ở Trung Nguyên Đại học. Do Phật học xã mang về nhiều kinh Phật quý báu và bảo chúng tôi chưa từng nghe hứng thú. Mỗi chiều tối đều quy định mình phải tụng phổ môn phẩm, chú Đại Bi về niệm Phật vài trăm danh hiệu, lễ Phật xong mới đi học bài, tâm lý có nhiều an nhiên tự đắc. Tôi cũng thường đối với vài bạn học, giảng nói sự vĩ đại cao thâm vi diệu của Phật Pháp. Rồi lâu ngày, những ngày nghỉ hoặc ngày hè, bọn họ thường đến nhà tôi để cùng niệm Phật, lễ Phật, tụng kinh. Một đêm nọ, tôi mộng thấy bà nội đã qua đời đến tìm tôi. Cái bụng của bà thật to tựa như muốn sinh nở. Tôi liền liên tưởng đến một đoạn kinh phổ môn. Nếu có người nữ muốn cầu sanh con trai, lễ bái cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát, liền sanh con trai phước đức trí tuệ. Muốn cầu con gái, liền sanh con gái đoan chánh xinh đẹp, do gốc phước đức đời trước được mọi người yêu kính. Quá cao hứng, tôi nói với bà nội, bà nên niệm thánh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, nếu sinh được em bé, lớn lên sẽ mập mạp dễ thương. Bà tôi hỏi, niệm như thế nào bà không rõ. Tôi chắp tay, ngay ngắn và nói rằng, cần nhất là thành khẩn nhất tâm niệm, Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn, Quảng Đại Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát. Không ngờ chân thành niệm theo tôi, nhưng mới được vài câu thì bà không niệm nữa. Rồi đột nhiên sắc mặt bà xanh xám, trong mắt biến đổi, hiện vẻ dữ tợn hung ác đáng sợ, đưa hai tay bóp chặt cổ tôi không thả. Tôi hét lên, té xỉu xuống đất, vùng vẫy cổ thoát. Nay nghĩ lại, thấy bà như bị quả báo của ngạ quỷ, bụng to như trống, cổ nhỏ như kim. Khi tỉnh giấc, tâm ý vẫn còn nhớ thật kinh khủng vạn phần. Đợi chị nói, có thể sau khi chết, bà bị quả báo của ngạ quỷ hoặc địa ngục chịu thống khổ. Biết em hằng ngày tụng kinh, nên thác mộng báo cho em. Em nên tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cho bà. Trong kinh Địa Tạng bổn nguyện có đoạn, ở đời vị lai, nếu có chúng sanh hoặc nằm mộng mị, thấy các loài quỷ thần và các loài khác, hoặc buồn hoặc khóc, hoặc sầu hoặc than hoặc sợ hãi, đó là do cha mẹ anh em chị em, chồng vợ quyến thuộc, hoặc trong một đời, mười đời, trăm đời, cho đến ngàn đời bị đọa lạc trong ác đạo, chưa được thoát khỏi, không có phước đức, hy vọng được cứu tế. Nên báo cho cốt nhục đời trước, khiến tạo phương tiện cứu họ khỏi ác đạo. Xem đoạn kinh ấy, biết bà mình đời trước do cắn xé nhai thịt chúng sanh thật đáng thương, lại hiện tại cũng bị quả báo nhãn tiền. Trước khi bà nội qua đời, vào một buổi tối, bà nằm mộng thấy ông nội đã qua đời 5 năm, bị rơi xuống sông, ở bên bờ kêu bà để bà cứu ông lên. Nhưng bà bỏ đi, bà nghĩ rằng ông có thể sắn quần lên, lội nước mà qua. Kinh Địa Tạng nói, người hành thiện ở cõi Diêm Phù Đề khi mạng chung, nếu có trăm ngàn quỷ thần ác đạo, hoặc biến ra cha mẹ hay bà con thân thuộc, dẫn dắt người chết khiến rơi vào ác đạo. Sáng hôm sau, bà kể cho chúng tôi tình hình nằm thấy ông nội khi hôm. Lúc ấy chúng tôi chưa học Phật nên không biết. Chuyện bà nội bỏ đi trước đây để minh chứng. Sáng sớm hôm sau, trước khi đem cơm sang cho bà, tôi đi vén mùng cho bà. Khi vén mùng lên thì phát hiện mặt bà đổi sắc, hai mắt trợn trắng, đầy phẫn nộ, hai hàm răng cắn chặt, như cơn suyễn khó thở. Bấy giờ tôi mới học lớp 5, lớp 6 tiểu học. Thấy vậy sợ hãi vô cùng, tâm thần hoảng hốt, vội tông cửa, chạy ra, thẳng lên lầu gọi cha tôi xuống. Thấy bà nội biến đổi khác thường, liền rất lo lắng, nhẹ nhàng hỏi mẹ. Bà như muốn nói nhưng không mở miệng được, trong bà thật rất thống khổ, hơi thở đứt khoảng, sắc mặt càng lúc càng khó nhìn, rất dễ sợ. Do bà nội trước đây đã đối xử không tốt với ông nội, nên bây giờ mạng chung với sắc diện khó nhìn như thế, chắc chắn bị đọa ác đạo, chịu quả báo chứ không còn nghi ngờ gì. Khi bà nội lâm chung, tôi còn chưa học Phật, không biết cách trợ niệm vãng sanh trong vòng 49 ngày, cũng không thỉnh các vị cao tăng làm lễ kỳ siêu tế độ. Bây giờ,
phát tâm cứu bà nội ra khỏi nơi đầy đọa nước sâu lửa dữ, khiến cho thần thức bà được an ổn. Tôi y vài kinh địa tạng viết bày mà làm. Hết lòng đọc tụng kinh này, hoặc mời người đọc, hoặc ba bộ, hoặc bảy bộ. Được như vậy thì bà con nơi ác đạo nhờ nghe được kinh văn mà được giải thoát. Bắt đầu ngày ấy, cứ sau bữa cơm tối, tôi tắm rửa đánh răng xúc miệng, vào Phật đường, đốt hương chí thành cầu nguyện. Mỗi ngày đều tụng kinh, địa tạng Bồ Tát bổn nguyện, mỗi quyển đều hồi hướng cho bà cầu nguyện hào quang chư Phật, soi chiếu khiến bà sớm được giải thoát, vãng sanh chốn an lành. Cứ như vậy, tôi tụng cho bà hơn 10 bộ, sau đó không còn mộng thấy bà về trong cảnh cực kỳ khổ đau nữa. Chân thành cảm tạ ân từ bi cứu tế của Địa Tạng Vương Bồ Tát, giáo chủ Thích Ca Mâu Ni Phật đã tuyên thuyết 84.000 pháp môn để đáp ứng các loại căn cơ khác của chúng sanh. Chúng ta cũng cảm tạ ơn đức sâu dày của Quán Thế Âm Bồ Tát với tâm từ bi lân mẫn, Địa Tạng Bồ Tát với hoằng nguyện lớn lao, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát với đại trí tuệ, Phổ Hiền Bồ Tát với đại hạnh nguyện. Tất cả các vị Bồ Tát đã vì chúng sanh nạn khổ mà giáo hóa cứu độ. Chúng ta cũng rất may mắn sinh ra đời được học Phật, nhận thức Phật Pháp mới có thể tụng kinh hồi hướng cứu độ bà nội. Nếu tất cả nhân loại trên trái đất vì chúng sanh trong sau này luân hồi giàu nhiều bao nhiêu cũng có thể cho họ được nghe Phật Pháp, chẳng là hy hữu ư? Đức Phật từng dạy, được thân người như đất trong móng tay, mất thân người như đất trên đại địa. Nên biết khi mất thân người thì muôn kiếp khó trở lại. Ở trong ba ác đạo mà muốn tinh tấn hành trì Phật Pháp thì thật khó, như là ở dưới đất mà muốn bay lên trời vậy. Như thế há chẳng đáng buồn ư? Biết đến đây, tôi lại nghĩ đến sư phụ là Thánh Khai Thượng Nhân đã phát nguyện muôn đời đời kiếp kiếp thường ở tại thế giới Ta Bà để hóa độ chúng sanh, làm người quét đường, quét sạch ô uế của nhân gian. Cho đến năm 6 ức 7.000 vạn năm sau, nhân gian tịnh độ được hình thành, Bồ Tát Di Lặc giáng trần thành Phật. Tư duy đến đây, trong tâm vô cùng cảm khái, nghĩ đến đạo Bồ Tát khó làm, chúng sanh khó độ, chúng sanh trong thân và ngoài thân. Khi tâm trí buông lung, lại nhớ đến sư phụ, với tinh thần Bồ Tát không ngại gian khổ, việc khó nhẫn vẫn nhẫn được, việc khó làm vẫn làm nổi, sanh hổ thẹn và cảnh tỉnh, quyết lòng dụng công tu tập, luôn luôn cảnh giác tự thân. Đời người cứ thế dần trôi, ngày lại ngày, tháng năm tiếp tháng năm, bà tôi mất đã 6-7 năm. Chí thành cầu nguyện cho bà sớm được siêu thoát, vãng sanh nơi an lành, đời sau tinh tấn học Phật. Lại chí thành cầu nguyện cho đến đời vị lai, có bao nhiêu ngàn vạn người quét đường, cùng chung quét sạch ô uế của nhân gian, xiển dương Phật Pháp chân lý, khiến cho Phật Pháp thành những cam lồ hằng ngày rưới khắp 3.000 đại thiên thế giới. Ghi lại từ Nhân Thừa Phật Phán Đệ Nhất, Quyển Nhất Kỳ 2, ngày 10 tháng 9 năm 1987. Ha ha ha,